Nếu bạn có nhu cầu mua app, hãy đến với sykeo.vn. Sổ app freefire giá rẻ uy tín, hiện tại đang giảm giá 50% tất cả các vòng quay. Và đặc biệt là tỷ lệ mà anh em nổ hũ trúng 19.000 kim cương còn dễ hơn anh em kiếm người yêu trong mùa đông này. Hãy đến với sykeo.vn. Hello anh em nha, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sỹ Kẹo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chương trình cực kỳ là hấp dẫn luôn. Đấy là chợ đen freefire, cơ hội giảm giá lên đến là 75% cơ. Anh em thấy rực rỡ không ạ? Yeah, ok, và hãy chọn 3 vật phẩm bất kỳ, cơ hội giảm giá là 70% ạ. Như vậy của tớ sẽ là giảm giá 70%, còn anh em tối đa có thể lên đến 75%. Gói ngày đỏ mình có rồi, chắc là thôi không chọn. Trang phục nhân vật ca bỏ. Gói ẩn sĩ hợp lý không? Mình sẽ lựa cái gói ẩn sĩ này được luôn nhở. 3 vé quay kim cương đi, giá gốc 180 kim cương. Mua cái này được sale nhiều vãi. Đây này, hộp súng đêm đỏ mình chưa có, nên là mình sẽ lựa nó luôn, hợp lý luôn. Wow, mua 3 món này chỉ với 656 kim cương. Yeah, được luôn, giá gốc 1.600. Hợp lý anh em. Mà tầm này đã còn 1.349 kim cương. Đây, mua Chrono nhở. Được quá nhờ anh em nhở. Có lẽ là tớ là streamer mua Chrono muộn nhất. Mà nó tên là Chrono. Ok, sorry các bạn, hơi sai xíu. Let's go, chiến game thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sỹ Kẹo nha. Vậy anh em đã sẵn sàng chưa ạ? Yeah, một cây M60 nhá. Hôm nay là video đầu tiên luôn tớ chơi con nhân vật Chrono anh em ạ. Ôi, bình thường là toàn nói phét về Chrono thôi, còn hôm nay là mình chơi game thực tế luôn anh em. Xem là mua Chrono nó có mạnh không nào. Ui, cái gì đấy. Chrono với lại Alok thì thật sự là hai cái con này các bạn chơi game các bạn có thể là thay thế cho nhau. Mỗi con thì nó có một cái điểm lợi riêng đấy. Nếu không anh em, ui bỏ mẹ luôn. Nếu mà chơi Chrono các bạn hết máu thì các bạn không thể là tự hồi máu bằng tính năng giống như kiểu của Alok được. Đó, chỉ là bật khiên thôi. Bật khiên lên thì phải nói là rất là hay luôn anh em ơi. địch không thể bắn được, ngoại trừ là địch nó chạy vào trong cái vòng khiên của con nhân vật. Ok. Đấy thì theo như tớ thấy là Chrono nó mạnh vãi cả trưởng ra luôn. Hiện tại thì Chrono của tớ mới là cấp 5 thôi. Cấp 5 mà thời gian hồi chiêu nó đã rất là ngắn rồi. Chỉ chờ một xíu nữa thôi thì chúng ta có thể tiếp tục sử dụng cái tính năng của con nhân vật Chrono. Hai kill luôn, wow, rực rỡ nhở. Một cái khởi đầu may mắn cho video ngày hôm nay. Ui ôi, trận đấu này hôm nay cố gắng tầm khoảng là bao nhiêu đây cho anh em lựa chọn nhá. 5 kill top 1 nhá. Trêu anh em xíu chứ 5 kill top 1 thì ít quá, phải 10 kill top 1 mới đúng mẻ vỡ đầu thanh niên. Ok luôn, 3 thanh niên lên bản điểm số đây. Trời ơi, sao mà mấy người anh em của tôi lên bản điểm số hết vậy. Yeah. cơ bản thì mình chưa có mua cái gói trang phục của Chrono ấy. Cái gói đấy thì nó hơi mắc xíu anh em ơi, 2.000 kim cương. Tớ thì tớ hơi nghèo, tớ chỉ có tiền mua mỗi nhân vật thôi. Còn lại thì nâng cấp bằng vàng mà anh em. Đấy chứ còn là có giàu có gì đâu. Bây giờ anh em xem trên kênh của tớ toàn mấy bạn Ziki thôi, chứ riêng tớ là tớ nghèo VCH luôn đấy chứ. Now let's go. Mà thật ra thì để mà nói là cái này là nhân vật Chrono, nhưng mà anh em thấy không? Đấy là tớ mặc cái bộ trang phục sói ấy, chả nhìn thấy mặt nhân vật Chrono đâu. Ui ôi, công nhà rất sướng luôn anh em ạ. Chrono này anh em thấy không? Rất là nhiều tính năng hay ho của nhân vật Chrono, vì thế nên là bạn nào chưa mua là phải mua ngay nhá. Nhân vật này bá đạo vãi cả lìn ra luôn. Cảm nhận của tớ lần đầu tiên chơi Chrono anh em, bây giờ lại được hồi chiêu rồi này. Ui, bật khiên lên cái mìn các bạn nổ vào mắt cả. Ui, vãi cả game. Ui rồi ôi, chơi game nó dễ VCL luôn anh em ạ. Ui, cái gì đấy. Ui ôi, làm sao đấy hả những người anh em. 6 kill rồi anh em, phải nói là rất là nhẹ nhàng luôn. Ui, chia buồn các bạn nhá. Chả hiểu sao các bạn cứ lao vào người mình thế này. Mặc dù là mình chơi Chrono cơ mà mình bật khiên cái là các bạn khỏi bật mình luôn. Wow. Ok, và hiện tại tớ đang sở hữu combo súng là một cây ska này, một cây shotgun M1887 nhỉ, như thế nhỉ. Đúng rồi. Ui, tớ nhầm anh em ạ. Tí nữa tớ đọc là shotgun M1873. M1873 nó là cái cây shotgun mini cơ, không phải là cây shotgun nó xịn như thế này đâu. Yeah, và còn thanh niên nào không nhở? Ui, còn thằng nào ở dưới không thì tớ xử nốt luôn chứ còn là
các bạn trẻ ơi, các bạn trẻ trốn đâu rồi? Gái Nhật đó, nỉ ta, quên không nhớ nhá. Anh em lên YouTube mà xem Gái Nhật đó đi gì nhá, tớ chịu anh em ạ. Có lẽ có vài bạn bảo là anh ơi anh hát bài Gái Nhật đó đi, anh cover đi. Thôi, tớ từ chối, tớ không nhận đâu. Nhưng mà tầm này là còn lại có 13 đứa thôi ạ. Ui anh em theo tớ, 13 đứa rồi. Chúng ta săn phẳng luôn anh em ạ, săn phẳng luôn bản đồ freefire, ngại gì. 50 đứa thì còn chưa sợ gì 13 đứa đúng không? Anh em nghĩ tớ sợ à? Nào. Nhưng mà ở UAV thì nó lại không có ai cả. Wow, vắng ấy. Ôi thôi bỏ mẹ rồi. Khả năng là bây giờ hơi bị nhiều thanh niên thủ nhà anh em ạ. Thế nên là thôi. Hay là bây giờ chúng ta đi tìm nhà, lục nhà để tìm mấy thanh niên đấy nhở. Ui thề luôn, nhiều bạn thủ nhà dã man luôn. Ê, cái tiếng gì nhở? Nghe như kiểu tiếng liệu ấy, như là Ê. Có thằng nào quanh đây à? Nghe gión thế, nghe mà sợ đấy nhở. Nhưng mà còn thanh niên nào thì ra đây solo đi. Ui mãi xa cơ. Ui ôi, cái pha này xa quá anh em ạ. Tớ đi không có ống ngắm, thế nên là pha đấy vứt tầm hơi khó. Chắc là bỏ xuống dưới thôi. Xa quá, bắn cho nó như kiểu là bắn gãy ngứa anh em ạ. Đấy, nên thôi. Dại gì vậy, chúng ta lại phải đi gãy ngứa cho địch, lại không ai làm thế cả. Ui ôi, sao đấy, tớ cố gắng vứt lên rồi nhưng mà cái trường hợp này nó xa quá anh em ạ. Đố anh em mày bắn khoảng cách xa như thế lại còn không có ống ngắm, anh em bắn headshot thì tớ công nhận anh em giỏi luôn. Đúng rồi, tớ đang chạy đến gần chỗ đó đây. Có trái bông kẹo ngay sau con xe lam á, nó vừa tan rồi. À đây. Ui, chạy nhanh. Không chạy lên bảng bây giờ. Ê, chạy nhanh. Ui rồi, thanh niên, lên bảng điểm số luôn, sao giờ. Bảo chạy không chạy cơ, anh em mày nhây vãi trưởng luôn rồi. Gặp mấy cái thằng như thế này thì. Ui, cho các bạn lên bảng điểm số hết luôn, tiễn vòng luôn anh em, chứ ngại gì. Trên nhà của người thì phải. Tớ nghe được anh em ạ, đây. Theo tớ nhá, chứ con mẹ mày rồi, thằng nào ở trên nhà thì bỏ mẹ rồi. Xem nào. Ui sợ quá, hơi giòn tí anh em ạ. Chiêu Chrono của tớ nó hồi rồi nhưng mà cũng hơi ngại ơ. Đâu nhở, không có à? Tuyệt vãi, vãi. Nghe tiếng nhưng mà không phải anh em ạ. Từ. Ui, đây ạ, à. Ui, biết ngay mà, ui tưởng thế nào cơ. Và chứ anh em, ui, tớ tưởng là không có người nhưng mà nó đứng ở ngay cái gì ở cửa, nó canh tớ vãi cả game thật. Game này căng thẳng quá anh em ai lại chơi như thế nhở, anh em chơi thế chết tớ. Ui ôi thế thì chết, nhờ làm thế thì chết. Không chơi đâu, các bạn chơi game thì các bạn cũng phải từ từ chứ, các bạn cứ trốn như thế thì bỏ mẹ luôn anh em. Thật sự là chơi Chrono rồi nhưng mà vẫn cảm giác như là xón cả ra quần đấy chứ anh em, không hề đơn giản game này. Các bạn cổ vũ cho tớ bằng cách là anh em hãy nhấn nút like video, và bạn nào thấy hay thì đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ cho Sỹ Kẹo nhá. Cảm ơn anh em. Thêm trái bông kẹo này, có 6 trái rồi. Ui, tớ chơi game là tớ cứ phải mở với cái nhạc sàn, nó cứ phải bụp thế này chơi game cho nó có không khí luôn ấy. Ba đứa. Ủa, gần win rồi anh em ơi. Hay là cố gắng xử lý nốt ba đứa này, lấy 10 kill top 1. Ui được quá luôn anh em. Anh em thấy quả pha tớ bay sang nhà bên này đỉnh không? Ui siêu cấp VIP Pro luôn đấy chứ. Ui, ở dưới. Nó cũng nhà này nhưng mà nó ở dưới hay sao ạ? Ở tầng 1 hay sao ạ? Đây. Bụi cây này. Ui, bà mẹ cái gì đấy? Ở bên hông. Nó xong tưởng có người luôn. Bật khiên lên xử luôn. Ê, thằng nào ở phía sau nhỉ? Vừa bật khiên lên rồi. Thế là thời gian này tớ phải chờ cái khiên nó hồi chiêu đã, chơi game nó khỏe được. Không chờ khiên hồi thì thật sự là ui bỏ mẹ. Cái má tốn tí máu rồi. Mất tí ra là 3.6 triệu, mất tí máu là 6.4 triệu rồi. Ê, bên này đúng không? Ui nằm xuống này. Con mẹ mày. Ui nó nằm xuống luôn chứ anh em. Thảo nào nãy là tớ nhìn lạc, tớ không thấy nó đâu. Được, VL này thông minh quá nhờ. Thêm quả liệu này, chết con mẹ mày rồi nhá. Câu chuẩn luôn nhá. Này ui, trúng luôn anh em ạ, kiểu như là thanh niên chạy ra ngoài. Dính luôn quả liệu của tớ. Ui ném bừa cũng trúng này, 9 kill rồi, khá quá nhở. Được luôn anh em ạ. Ui ê, còn hai đứa thôi. Ui có một đứa canh cửa kìa,
cái đầu đâu, ui hình như là nó phát hiện ra mình rồi. Wow, pha này là hơi bị khó ăn nhá. Ê này, bật kia lên rồi nhá, làm gì làm đây. Ui, bố mẹ lại sợ mày quá cơ. Dạ, đây rồi, theo tớ nhá, để cái thằng này nó lộng hành hơi lâu anh em ạ. Khả năng là nó đã trốn đến tầng 2 rồi, tớ cũng chưa lên vội làm gì. Ui, hai đứa solo với nhau à? À, có đứa nào nữa không? À, nó lừa mình anh em ơi, nó giả vờ kiểu bắn này, bắn gợi đòn à? À được. À thế à? Bắn đấy, tớ dựng bông keo rồi này, phá bông keo đây. Gợi đòn, thanh niên này thích gợi đòn cơ anh em cơ. Ui, ra đây. Chứ có mẹ mày rồi. Ê, cái đầu. Tranh thủ anh em ạ. Ui, sao đấy? Kìa, tớ này. Ui. 10 kill, thằng cuối. Ê, thế này. Ê. Khả năng là đấy. Ui dồi ôi, giết nốt thằng này. 11 kill, top 1, chuẩn bài với Chrono nhá. Ơ, kìa. Sao đây bạn ơi? Bạn làm gì ấy? Ui, cũng trang phục sói này, ui ôi, tớ sói vàng cơ, thằng sói đỏ kia lên bảng. Yeah, cảm ơn tất cả anh em nha, bye bye, hẹn gặp lại anh em sau nhá.